Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính cho ngày hôm nay. MU chốt sa thải Ten Hag bổ nhiệm Zidane. MU chi tiền cộng cầu thủ để ký Ivan toni Ten Hag báo tin cực vui trước đại chiến với Man City và còn rất nhiều thông tin khác sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chốt sa thải Ten Hag bổ nhiệm Zidane. Chiến thắng tại FA Cup cũng sẽ giúp MU có một suất dự Europeanic mùa sau. Tuy nhiên, Rio Ferdinand không tin rằng điều đó là đủ để vị chiến lược gia người Hàn An giữ được chiếc ghế nóng. Trên kênh YouTube Five của mình, Rio Ferdinand chia sẻ, càng suy nghĩ tôi càng tin rằng dù thắng hay thua, Ten Hag sẽ không còn ở lại đây vào mùa giải tới. Tôi không nói đó là điều tôi mong muốn, tôi chỉ nói ra những gì tôi tin là sắp xảy ra và tôi tin rằng câu lạc bộ sẽ tìm kiếm một người khác. Tôi không nghĩ vô địch FA Cup sẽ thay đổi bất cứ điều gì trong mắt ban lãnh đạo. Tôi không nói chuyện với ai ở đây, đây chỉ là giả thiết, đây là suy nghĩ của tôi. Bên cạnh đó, Man United đang tiến hành đàm phán với Zinedine Zidane để đưa huấn luyện viên của Real Madrid về Old Trafford để thay thế cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Với Zidane, đây không phải lần đầu tiên ông nằm trong danh sách mong muốn của MU. Với các lần trước đó, gã hỏi được cho đều thẳng thừng từ chối. Huyền thoại bóng đá Pháp từng chia sẻ, mặc dù nhận được nhiều đề nghị, nhưng ông chỉ biết có vài câu lạc bộ là phù hợp với mình dựa trên các tiêu chí được đưa ra đến với niềm tin vững chắc sẽ chiến thắng các danh hiệu. Nhưng mới đây, theo nguồn tin từ Mail Sport Anh, huấn luyện viên Zinédine Zidane đang nhắm đến vị trí huấn luyện viên trưởng tại Manchester United thay vì Bayern Munich như đột đoán trước đây. Tờ báo này cho biết Zidane đang theo dõi sát tình hình ở Old và mong muốn dẫn dắt quỷ đỏ trong giai đoạn tái thiết ở mùa giải 2024 đến 2025. Lý do được đưa ra là Zidane thích cuộc sống ở Anh hơn ở Đức. Khả năng tiếng Anh của ông cũng tốt hơn tiếng Đức và dẫn dắt Man United là mơ ước từ lâu của ông. Mẫu u chi tiền cộng cầu thủ để ký Ivan Toni. Theo Fitcher Man United đã đưa ra đề nghị 60 triệu bảng để ký hợp đồng với tiền đạo Ivan Toni của Brentford và sẵn sàng cho bài ông cơ hội tái ký hợp đồng với tiền vệ Christian Eriksen như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Hiện tại cầu thủ người Đan Mạch cũng muốn ra đi để được thi đấu nhiều hơn. Ten Hag báo tin cực vui trước đại chiến MU với Man City. MU bị bạo chấn thương bùa vây mùa này, đặc biệt dưới hàng thủ khiến Ten Hag nhiều thời điểm chỉ còn duy nhất một trung vệ nành nạn để lựa chọn ra sân. Chuẩn làm khách trước Brighton ở vòng cuối, nhà cầm quân người Anh lần đầu xếp Nicolò Martinez đã chính kể từ ngày 4 tháng 2, trong khi cả Rafael Varane và Jonny Evans đều vào sân từ băng ghế dự bị. Harry Maguire cũng có nhiều cơ hội tái xuất để kịp đá trận đấu tại Wembley vào cuối tuần này. Huấn luyện viên Erik ten Hag thở phào nói, vị trí trung vệ mang đến cho tôi cùng ban huấn luyện cơn ác mộng xuyên suốt mùa bóng. Nếu muốn đạt được kết quả, nền tảng của một đội bóng là sự hợp tác ăn ý giữa cặp đôi trung vệ tốt nhất. Đáng tiếc mà U không có được điều đó. Tôi rất vui vì trong tay có thêm sự lựa chọn. Tất nhiên cần phải suy nghĩ, đánh giá và chất lượng cũng như mức độ thể lực của từng người. Vấn đề nan giải khác của Ten Hag là liệu ông có tiếp tục sử dụng sơ đồ tiền đạo ảo khi thi đấu với Man City hay không? Với tiền đạo găm Darwin Núñez ngồi dự bị hai trận gần nhất, Honu được tung vào sân từ hiệp 2 trong hai trận gặp Newcastle và Brighton và anh đều ghi bàn. Thế nên nhà cầm quân người Hà phải đưa ra quyết định về việc có tiếp tục sử dụng Bruno Fernandes hay McTominay đã cao hay không. Thêm cái tên phải rời Old Theo báo cáo từ Football Insider, tiền vệ Sofian Amrabat sẽ rời Man United để trở lại câu lạc bộ chủ quản Fiorentina sau một mùa bóng cho mượn. Anh gia nhập Man United vào mùa giải năm ngoái theo một bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải, bao gồm điều khoản tùy chọn mua đất trị giá 21,4 triệu bảng nhưng đội chủ sân Old Trafford đã quyết định không kích hoạt. Tiền vệ 27 tuổi đã không có được màn trình diễn ấn tượng để được giữ lại. Man United phải công bằng với Bruno Fernandes. Hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes với Manchester United còn đến hè năm 2026. Tuy nhiên, trước tình hình Old Trafford có những biến động lớn về mặt nhân sự đội 1 và thượng tầng câu lạc bộ ở mùa hè năm 2024. Truyền thông Anh Quốc cho biết MU đã chủ động đàm phán hợp đồng mới với Bruno Fernandes Thực tế, nguồn tin từ những tiêu uy tín Anh Quốc cho thấy Man United muốn giữ chân đội trưởng của họ càng lâu càng tốt với mức đại ngộ mới hợp lý hơn trước. Do vậy, câu chuyện không chỉ đến từ một phía khi người quyết định cuối cùng vẫn là Bruno Fernandes sau hơn 4 mùa bóng cống hiến cho Quỷ đỏ. 4 mùa giải đã qua với những thăng trầm cùng Gunnar Solskjaer cùng Eric Ten Hag, Bruno vẫn là ngôi sao tấn công thi đấu hiệu quả nhất, đóng góp tích cực nhất cả hai khía cạnh ở bàn thắng và kiến tạo. Với Bruno Fernandes, MU có nhiều phương án khả dĩ và sáng tạo hơn để tiếp cận không thành đối phương. Điều này được nhìn nhận rõ mỗi khi ngôi sao sinh năm 1994 ngồi ngoài hàng công của Man United thực sự bế tắc. Chính vì lẽ đó, báo chí Anh tin rằng Man United hiểu rõ tầm ảnh hưởng và sẵn sàng trao cho Bruno Fernandes một thỏa thuận dài hạn. Tuy nhiên, bản thân Bruno Fernandes đã cho thấy mình khao khát cống hiến và chinh phục đỉnh cao ra sao. Ngôi sao người Bồ Nha cam kết tương lai với MU, nhưng đồng thời anh cũng muốn thấy tham vọng sắp tới của họ trên đường đua quốc nội trước khi đặt bút ký vào một thỏa thuận mới. Sergio Tacanip đã chính thức bắt tay vào công cuộc cải tổ, thay đổi bộ mặt của Man United từng chi tiết dù là nhỏ nhất, nhưng kết quả đáng thất vọng, hình ảnh xuống cấp xấu xí của Carrington là dọn nước tràn ly khiến tỷ phú người Anh càng thêm quyết tâm. Đối với tình hình của đội bóng, Sergio Tacanip không trực tiếp nhúng tay vào. Tuy nhiên, quan điểm rõ ràng của ông là thanh lọc bớt những nhân sự ít dùng, đồng thời trao cơ hội nhiều hơn cho những tài năng trẻ. Sau khi chia tay Rafael Varane và Anthony Martial, nhiều khả năng Donny van der Beek cùng một loạt những cái tên khác cũng phải rời Old Trafford, nhường chỗ cho những bản hợp đồng mới phù hợp hơn với dự án tương lai của câu lạc bộ. Tuy nhiên, điều mà Bruno Fernandes cũng như các cổ động viên của MU quan tâm đến là việc liệu tham vọng của Man United sẽ như thế nào sau một mùa giải đứng ngoài top 6. Cơ hội tham dự cúp châu Âu cũng vô cùng mong manh. Với Bruno Fernandes, hơn 4 năm qua, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cống hiến những gì tốt nhất của bản thân trong Quỷ Đỏ, vì lẽ đó anh có quyền đòi hỏi về mặt tham vọng của đội bóng. Khi đã trải qua quá nhiều thăng trầm, Bruno Fernandes vẫn muốn gắn bó tương lai với Man United, nhưng ban lãnh đạo của câu lạc bộ cũng cần phải công bằng với đội trưởng người Bồ Đào Nha một kế hoạch chi tiết cụ thể nhằm thực thi mục tiêu cao tới mùa giải tới có thể khiến Bruno Fernandes không đọc vẫn ký và một bản hợp đồng mới xác nhận mẫu u có cầu thủ bất mãn với Erik Ten Hag trao đổi về tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag ký giả David O'Tim cho biết họ theo dõi quá trình trong suốt mùa giải không chỉ nằm ở trình diễn trước lưới show họ ít nhất kể từ khi tập đoàn Inno tiếp quản câu lạc bộ họ sẽ theo dõi những gì đang diễn ra trên sân bên ngoài và xung quanh sân cỏ trên sân tập cách ứng xử nối chơi và cá tính đối với tôi có dấu hiệu cho thấy các cầu thủ vẫn đang chiến đấu vì Erik Ten Hag. Nói một cách kỳ nạ, à, Ten Hag không mất kiểm soát phòng thay đồ, dù tôi chắc chắn rằng có một số cầu thủ không hài lòng với mọi câu lạc bộ và Man United cũng sẽ không khác biệt. Trước Newcastle, đó là một màn trình diễn tốt và ông ấy dường như đã khuấy động được đám đông hướng tới trận chung kết Cúp quốc, quốc gia. Tôi thực sự nghĩ rằng đó là một bài phát biểu thực sự hay trên sân. Ten Hag rất nhiệt tình và mọi việc có vẻ diễn ra tương đối tốt, nhưng chúng ta đừng tránh xa sự thật rằng tương lai của ông ấy vẫn đang ở thế cân bằng. Thống kê khó tin của theo Star Monday, tỷ lệ dứt điểm thành bàn của Đắk Lắk chỉ ở mức 24%. Chân sút người Đan mạch chỉ thực hiện vọn vẹn 37 cú sút từ đầu mùa và ghi được 9 bàn thắng. Tổng số cú sút của cựu sao Atalanta đứng thứ 107 toàn giải, thấp hơn cả đồng đội như Casemiro, Cot, Martinez hay Marcus Rashford. Trong khi đó, Erling Haaland tung ra tới 117 cú sút từ đầu mùa. Thông số này không có cầu thủ nào ở ngoại Anh, Anh có thể sánh được. Bukayo Saka đứng thứ hai và kém Haaland tới 9 pha dứt điểm. Dù vậy, tỷ lệ dứt điểm thành bàn của tiền đạo người Na chỉ đạt mức 23% với 27 bàn thắng, thấp hơn so với Hoàng Thậm chí, thông số của Hoi Nôn còn tốt hơn cả Sana với 17%, Cole Bummer 21% và Phil Foden 17%. Hoi Nun còn gây ấn tượng mạnh khi trở thành cầu thủ U21 ghi nhiều bàn nhất ở Hoàng Anh ở mùa giải năm nay với 9 pha lập công. Theo tờ United Infocus viết, điều này cho thấy vấn đề chính của Hoi Nôn không nằm ở khả năng dứt điểm mà do họ không được trao đủ cơ hội. Thực tế, người ta đã nói nhiều về việc Hoi Nun bị cô lập như thế nào trên hàng công của MU. Tính tới trước trận thắng Newcastle 3-2 vào dạng sáng ngày 16 tháng 5, Hoi Nôn chỉ được trao 5 cơ hội trong 8 trận liên tiếp ở Hoàng Anh. Riêng cá nhân Hanan nhận được 6 cơ hội từ đồng đội trong chiến thắng 5-1 của Man City trước vô vào tơn ngày 4 tháng 5. Kết quả là Hanan ghi được 4 bàn. Vào hôm 7 tháng 4, trong trận hòa Burnley 1-1, Hoanun 4 lần nhận bóng từ thủ môn Anderson nhiều hơn bất kỳ cầu thủ màu nào khác trên sân với việc thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh dễ hiểu khi Hoanun thường xuyên tỏ ra nặng nề trên hàng công của MU. Điểm tượng lớn của Ten Hag trước trận chung kết FA Cup Manchester United đã có kết thúc đẹp với mùa giải ở ngoài anh mùa này khi thắng lại 2-0 trước Brighton, không chỉ có những màn chạy đào hoàn hảo trước trận chung kết FA Cup với Manchester City vào cuối tuần này, trận đấu trên còn đem đến nhiều tin vui cho Quỷ Đỏ khi hàng loạt những cái tên quan trọng nơi hàng thủ như Lisandro Martinez, Raphael Varane hay Jonny Evans có những khoảng thời gian thi đấu đầy tích cực. Qua đó chấm dứt cơn bão chấn thương khắc nghiệt ở vị trí trung vệ mà huấn luyện viên Erik ten Hag phải đương đầu trong suốt một tháng qua. Đây cũng là tiền đề quan trọng lớn để nhà cầm quân người Hà Lan tự tin hướng đến một kết quả tích cực cho Manchester United trước đại kình địch cùng thành phố tại Wembley. Ten Hag nói, cơn ác mộng ở vị trí trung vệ đã mình tôi xông suốt mùa giải này. Nếu bạn muốn đạt kết quả tốt, bạn phải có được sự phục vụ của những trung vệ tốt nhất. Điều này chúng tôi luôn thiếu vắng trong thời gian qua. Tôi rất vui khi có thêm nhiều sự lựa chọn trong đội hình thi đấu, nhưng để các cầu thủ này lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương, họ cần khoảng 2 tuần. Ngoài ra, chiến lược gia năm tư tuổi cũng tiết độ kế hoạch sử dụng đã muốn hơi nôn ở trận chung kết sắp tới. Trong hai chiến thắng gần nhất, ngôi sao người Đan Mạch đều ghi bàn sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Ông nói: Tôi chưa có quyết định cuối cùng, nhưng tôi phải khẳng định một trận đấu khó khăn chúng tôi luôn cần đến sự tỏa sáng của các cầu thủ dự bị. Hoi Nun chưa có phong độ tốt nhất trong mùa giải này, nhưng cần nhớ cậu ấy đã dính chấn thương tới 3 lần. Với tôi, 16 bàn thắng của cậu ấy là một tín hiệu đáng mừng. Cú hích Old Trafford sẽ giúp MU nằm trên đống tiền. Man United đã trải qua một thập kỷ không vô địch ngoài Hạng Anh và 15 năm không giành C1, nhưng về mặt thương mại họ vẫn là câu lạc bộ top đầu thế giới. Mùa giải năm 2022-2023, MU thu về khoản lợi nhuận kỷ lục của câu lạc bộ với 648 triệu bảng. Đây cũng là kỷ lục tại ngoại hạng Anh trước khi bị Man City vượt qua vào tháng 11 năm ngoái. Tim Brick, chủ dự án công ty kiểm toán Dinoti về bảng kinh doanh thể thao, ca ngợi khả năng tạo doanh thu bền bỉ của Quỷ Đỏ bất chấp những thành tích thi đấu tệ hại. Trích dẫn từ Daily Mail, Brick chia sẻ: "Điều ấn tượng về MU là khả năng phục hồi, khả năng tiếp tục tạo ra lợi nhuận thương mại đáng kể trên thị trường để tìm kiếm đối tác thương mại mới. Họ có cách này để tương tác với các đối tác thương mại theo cách mà ít câu lạc bộ khác có thể làm được." Đã có rất nhiều thông tin xung quanh về điều kiện hiện tại ở Old Trafford. Có rất nhiều sự so sánh với các sân vận động bóng đá khác. Tôi thực sự tin tưởng họ có ưu đãi ngay trong ngày thi đấu để giữ chân người hâm mộ và xung quanh sân vận động theo cách như sân vận động của Tottenham thì kết quả từ góc độ doanh thu vẫn có thể mang tính cách mạng và thực sự vượt trội so với phần còn lại của đối thủ. Bởi vì họ vẫn tạo ra hơn 100 triệu bảng từ UEFA và xét về mặt kinh nghiệm so với những gì xuất hiện trên thị trường, hoặc những gì có thể từ Ryan hoặc Baxa trong tương lai thì hai câu lạc bộ đó có lẽ vẫn không thể so sánh được. Vì vậy, sức mạnh thương hiệu của họ, sức mạnh của lượng người hâm mộ trung thành là hoàn toàn đáng kinh ngạc và ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!